quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Vắng mặt tại đám cưới quản lý, Song Joong Ki khó chịu khi người quen hỏi về Song Hye Kyo ly hôn từ 2 tháng trước. Các báo cáo cho rằng sự vắng mặt của Song Hye Kyo trong đám cưới của người quản lý của Song Joong Ki đã ám chỉ việc họ ly hôn. Vào sáng ngày 3 tháng 7, tờ báo In Blood của Hàn Quốc chia sẻ về thông tin mới nhất có liên quan đến Song Song Couple. Theo báo cáo, Song Hye Kyo vắng mặt tại đám cưới của người quản lý Song Joong Ki. Điều này đã ám chỉ việc lục đục nội bộ giữa cuộc hôn nhân và thông báo ngầm cho việc ly hôn. Được biết, quản lý của Song Joong Ki đã tổ chức đám cưới vào tháng 4 năm nay. Nam diễn viên có thời gian dài làm việc chung với người quản lý cũng như bạn bè của anh. Bên cạnh đó, bất cứ ai từng hợp tác cùng với Song Joong Ki trong một bộ phim truyền hình cũng sẽ tự nhiên trở nên thân thiết với người quản lý, ngay cả Song Hye Kyo và nhân viên của cô. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đã bị sốc khi nữ diễn viên này và không có bất cứ ai từ công ty quản lý Song Hye Kyo xuất hiện tại hôn lễ. Trong khi mọi người suy đoán rằng Song Hye Kyo có thể bận rộn với lịch trình của mình, nhưng thật kỳ lạ khi không có ai trong tất cả các nhân viên của mỹ nhân 37 tuổi tham dự. Kể từ đó, tin tức về sự vắng mặt của Song Hye Kyo trong đám cưới của người quản lý Song Joong Ki bắt đầu lan truyền cùng với những tin đồn rằng cặp đôi đang gặp rắc rối trong hôn nhân. Vào ngày 2 tháng 6, trong chương trình Access Showbiz Tonight, một phóng viên giải trí tiết lộ rằng Song Joong Ki trông có vẻ lo lắng khi người thân của anh hỏi về sự vắng mặt của Song Hye Kyo tại sự kiện. Người này chia sẻ: "Cá nhân tôi từng nghe từ một người quen của Song Joong Ki khoảng 2 tháng trước rằng mối quan hệ của cặp đôi khá căng thẳng." Khi người thân của Song Joong Ki hỏi anh ấy về việc Song Hye Kyo không cùng tham dự sự kiện, biểu hiện của anh trông có vẻ đắn đo khó chịu nên anh không thể hỏi thêm những câu hỏi tương tự như vậy. "Tôi hy vọng mối quan hệ của tôi, họ sẽ được cải thiện nhanh chóng." Trong khi đó, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã quyết định ly hôn sau 2 năm đám cưới. Cặp đôi tuyên bố sự khác biệt về tính cách và lý do dẫn đến việc ly hôn và đang chuẩn bị bắt đầu thủ tục ly hôn vào tháng này.